khi tháo ra xong thì cái bông ngực của mình nó trở về như cũ, nó có bị lỏng hay là nó bị gì không? Hay là nó sẽ từ từ nó trở về lại như cũ? Nó ví dụ như á, mình nhớ là một cái da hay một tổ chức á, khi mình làm căng nó lên rồi thì nó sẽ trở về như cũ. Tuy nhiên đối với ngực của em thì bác nghĩ là nó sẽ trở về giống như ngực cũ, chứ còn một số người khác thì không phải như vậy. Khi người ta đặt một cái túi quá lớn thì thu về nó sẽ không bao giờ như cũ, giống như bao ni lông á, giống như một cô cái bong bóng á, bơm to thì làm sao mà trở cũ, như cũng bơm một lần thôi, bơm ý thiện thả nó về cũ thôi, nó y chang cơ chế vậy hết, nó đều có sự giãn nở hết. Dạ. Cảm ơn. Chấm ngược. Dạ. Dạ con. Dạ. Không lo lắng gì, chơi rồi thoải mái đi. Dạ. Làm nhẹ nhàng lắm. Mời chị Thanh đi. Chào chị em. Vậy thì tôi muốn cái túi không đặt lại. Sao mà xíu rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà tháo túi không đặt lại rồi? Ba năm. Cậu chưa đặt từ năm nào? Dạ. Cậu chưa đặt từ năm nào? Cuối năm 2009 hay đầu. Là lúc đó bao nhiêu tuổi? 20 mấy. Tại sao bây giờ không muốn đặt lại? Bây giờ thấy không thích luôn. Dạ. Hồi đó mà nó đặt xong, đặt nó được mấy năm rồi muốn tháo rồi. Thấy không thích, thấy nó. Dạ. Không bên cả mình là tự nhiên cảm giác là mình không thích gì. Tháo túi đặt lại thì nó nhẹ nhàng lắm. Thường á, thực ra đối với một ca tháo túi đặt lại, tháo túi không đặt lại thì bắt làm khoảng quanh 30 đến 40 phút là từ lúc đặt da đến lúc khâu da xong hai bên, và cuộc mổ nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Em hiểu không? Dạ, mà mình thấy cái nó có đường. Kệ nó không sao hết. Này nó bây giờ cái chuyện này mình tháo mà đâu có làm gì nó đâu. Tháo có nghĩa là tháo, còn cái câu chuyện mô của em nó về cái câu chuyện cũ của em, không có cần thiết gì hết, hiểu không? Cái này hồi xưa nó làm cũng không ok, này làm hồi xưa làm được nào được nát hết đi này. Đúng đó. Đúng là vì em để ý là nếu thật ra ngược nó là ngược lại. Dạ. Em thấy cái túi em nó nằm thấy cái này không? Dạ. Đây nó đang bị thiếu, nó tắt không có đủ á. Dạ. Vì thường đường tắt người ta đối với những trường hợp những cái lồng ngực dạng như em người ta tắt không có được. Ra ngoài nó tắt không được. Vì người ta làm mù mà. Cho nên người ta đâu cắt được chữ cái bên này, cho nên em thấy cái ngực em nó không có trong này, ngoài này nó không có mà trong này. Nhưng thôi bây giờ mình đã tháo thì mình đừng suy nghĩ gì cái đó hết. Dạ. Có nghĩa là một bác sĩ đặt ý này một khúc nhỏ này. Em nghe kịp không? Yeah. Rồi lấy cái túi ra thôi. Yeah. Còn nếu giả sử mà trong quá trình rua đó mà bác thấy cái bao sơ á, mà cầm thử hoặc là cái vùng nào nó cứng ngắc á, có nghĩa là nó dài vậy nè, thì bác bóp cái vùng đó. Yeah. Còn nguyên tắc một cái ngực nó bao sơ là vì nó kích ứng với cái câu chuyện túi của mình. Em hình dung không? Cho nên sau khi mình lấy rồi thì cái bao sơ bản chất nó cũng ổng lại. Cho nên có những cái bao sơ cần lấy thì lấy, còn không nhất thiết phải lấy hết. Dạ. Cần hiểu không? Dạ. Cho nên không sao đâu, nhẹ nhàng. Dạ. Mà hỏi là khi tháo ra xong thì cái bông ngực của mình nó trở về như cũ, nó có bị lỏng hay là nó bị gì không? Hay là nó sẽ từ từ nó trở về lại như cũ? Nó ví dụ như á, mình nhớ là một cái da hay một tổ chức á, khi mình làm căng nó lên rồi thì nó sẽ trở về như cũ. Tuy nhiên đối với ngực của em thì bác nghĩ là nó sẽ trở về giống như ngực cũ, chứ còn một số người khác thì không phải như vậy. Khi người ta đặt một cái túi quá lớn thì thu về nó sẽ không bao giờ như cũ, giống như bao ni lông á, giống như một cô cái bong bóng á, bơm to thì làm sao mà trở cũ, như cũng bơm một lần thôi, bơm ý thiện thả nó về cũ thôi, nó y chang cơ chế vậy hết, nó đều có sự giãn nở hết.